khách hàng nhớ là mình bấm và mình giữ nha, bấm và mình giữ thì nó mới chuyển màu, bấm và mình giữ là thay đổi màu sắc của nó. Đó, ba chế độ màu, bấm vào giữ đổi màu. Còn nếu mà khói lên thì mình chỉ cần bấm và buông ra là khói lên rồi.